Tết có ý nghĩa gì? Khi còn ở Việt Nam, tôi chả quan tâm gì mấy về Tết cả. Cho đến khi tôi rời xa quê nhà với một công việc mới tại nơi đất khách, tôi mới chợt nhận ra Tết đã từng gắn bó sự yêu thương mà tôi chưa từng nhận ra. Tại nơi đất khách này, những hình bóng của người thân, những bánh chưng ấm áp, đèn đường long lanh bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Sự yêu thương giờ đây chỉ được cân quyết qua những cuộc gọi video và hình ảnh, nhưng xa xôi. Anh đi kèm một trắng vậy? Nữa. Thật may mắn thay, khi ở nơi đây, tôi có những người anh em sẵn sàng chia sẻ và tương trợ những lúc khó khăn. Trong cảnh đất trời lạnh lẽo, họ là những ngọn lửa nhỏ giữ cho tâm hồn ấm áp và đậm chất quê nhà.